vào đi, cho vào để mà chia cơm đi. Một nửa phút rồi. Một phút nữa. Thầy heo ơi. Hai phút nữa là được ba phút. Thầy heo ơi. Thầy heo. Thầy vui. Thầy heo ơi. Hai phút nữa đi. Được một phút rồi. Hiểu sao là. Thầy heo ơi. Xa. Một người giúp con ơi. Không à. Hơn 1 phút rồi. Mày 2 phút à? Ừ. 2 phút rồi. Không được ăn xong nha em ơi. Ba phút. Xa, gần được 3 phút rồi. Dạ. Xa.